Hà Nội mở lại vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải công cộng, trong đó có xe buýt, taxi, xe công nghệ từ ngày 13 tháng 10. Trong văn bản của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo thường trực thành ủy cho phép mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng xe ô tô. Cụ thể, các tuyến đề xuất gồm đi đến các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Tổng số chuyến bằng 5% số chuyến các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được Sở Giao thông Vận tải công bố. Thời gian thực hiện từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021. Cùng đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng. Trong đó, xe buýt được phép hoạt động 50% biểu đồ chạy xe. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ được phép hoạt động 50% số lượng phương tiện được Sở Giao thông Vận tải cấp phù hiệu còn hiệu lực. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện hỏa tốc về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Công điện được gửi tới các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.